Ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư có một ngôi làng không chỉ đẹp với những con đường phong quang sạch đẹp mà còn sôi nổi bởi tình yêu văn nghệ của người dân. Dù còn nhiều bận rộn lo toan với cuộc sống, song họ vẫn thường xuyên tập trung để hát múa cùng nhau. Đây cũng chính là cách giúp mọi người tăng thêm sự đoàn kết, gắn bó, chung sức thực hiện tốt các tiêu chí để sớm đạt chuẩn khu dân cư, nông thôn mới kiểu mẫu. Là một ngôi làng thuần nông, thế nhưng tiếng hát, tiếng nhạc cụ dân tộc được coi là đặc sản của người dân thôn Vàng Ngọc. Những người nông dân dù quen với công việc đồng ruộng, nhưng sau những ngày mùa, nhất là khi chiều về, họ lại trở thành nghệ sĩ. Làm chính nghề là làm thợ xây, mà tôi rất là mê thổi sáo với guitar. Đấy. Nhưng mà tôi là tự dùi sáo, tự học, nó làm cuộc sống thêm vui tươi, phấn khởi. Nhà văn hóa là nơi những tâm hồn yêu văn nghệ được gặp gỡ, giao lưu với nhau. Khi tiếng nhạc vang lên, cũng là lúc mọi người, không kể già trẻ, đều bắt đầu say sưa với điệu múa lời ca của mình. Truyền thống văn nghệ đã ngấm sâu vào tâm hồn, bởi thế mà chẳng cần đến ngày lễ, mọi người vẫn tập trung nhau lại để hát múa cùng nhau. Múa sạp thì nói chung là cũng khó, nhưng mà nếu mà chịu khó mà tìm hỏi thì cũng đơn giản thôi, tại vì ai cũng tập được. Bạn thì chúng tôi phải sắp xếp thời gian, công việc gia đình xong đâu đấy là để tầm 4 giờ là chị em là rủ nhau ra. Xong là chuyện trò ríu rít cho làng xóm thật là vui vẻ mà phấn khởi mà đoàn kết. Hiện nay, cán bộ và nhân dân trong thôn Vàng Ngọc đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. Đây sẽ là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thứ 10 của xã Trường Yên. Không chỉ tập trung tạo cảnh quan môi trường, việc triển khai mô hình kinh tế cho hiệu quả cũng giúp thu nhập của nhiều hộ dân thay đổi từng ngày. Phong trào văn nghệ phát triển, việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được đẩy cao thêm một bước. Từ ngày mà chúng tôi thành lập được một cái làng vui chơi, làng ca hát, chúng tôi đã đẩy lên là cái thứ nhất là nó văn minh. Cái thứ hai nữa là tất cả chị em, phụ nữ rồi thôn xóm từ người già đến trẻ em là đều vui vẻ. Đoàn kết, thời gian tới này chúng tôi sẽ chỉnh trang lại tất cả cơ sở vật chất như nhà văn hóa, nhà thi đấu, thể thao, còn đường làng ngõ xóm chúng tôi sẽ đẩy lên là một cái tiến độ nó sẽ đẹp đẽ, xanh sạch đẹp. Thôn Vàng Ngọc hiện có 93% hộ đạt gia đình văn hóa. Chính quyền và người dân nơi đây đang tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng thêm những con đường bích họa, những tuyến đường biết nở hoa. Đặc biệt hơn, ai cũng tích cực ủng hộ cho phong trào làng vui chơi, làng ca hát. Bởi với họ, tiếng hát, tiếng nhạc cụ là bí quyết để khiến cho làng quê nông thôn thực sự trở nên đáng sống hơn.